bị tiểu đường, mong nhà thuốc hướng dẫn cho em cách điều trị bệnh ạ. Chào bạn, trường hợp của bệnh nhân là mắc đồng thời cả hai chứng bệnh, đó là bệnh xơ gan và bệnh tiểu đường. Đây đều là hai căn bệnh rất là nguy hiểm, vì vậy nhà thuốc khuyên bệnh nhân là nên điều trị song song cả hai chứng bệnh trên. Đối với bệnh xơ gan thì khuyên là nên sử dụng kết hợp cây an xoa với cây cà, gai leo và rễ cây mật nhân. Còn đối với bệnh tiểu đường thì nên dùng dây thìa canh kết hợp với dảo cổ lam. Vậy là trong trường hợp này của người bệnh thì có thể kết hợp tất cả các vị thuốc: cây an xoa, cây cà, gai leo, rễ cây mật nhân, dây thìa canh và dảo cổ lam để sắc uống chung với nhau. Liều dùng là mỗi vị khoảng 15g, riêng rễ cây mật nhân thì sử dụng mà liều khoảng 5-10g. Chịu khó sắc uống hàng ngày thì sẽ có tác dụng rất là tốt cho người bệnh bạn nhé. Hãy liên hệ với nhà thuốc thông qua số hotline bên dưới để được hỗ trợ thêm ạ. À.